Nam Anh cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tháng 8 của Hội Cụ Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Bí thư Phường kính chào quý khán thính giả cùng đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thi hành quyết định của Đại hội đồng 21, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, tổng hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2020 quyết định tổ chức Đại hội 22 tại Hoa Thành Đốn, chủ đề dưới ngọn cờ vàng và đề cử cựu sinh viên sĩ quan Huỳnh Văn Tốt khóa 26, làm trưởng ban tổ chức. Tôi xin đọc bức tâm thư của trưởng ban tổ chức đại hội. Kính thưa các niên trưởng, quý anh chị cùng quý đoàn viên, thanh thiếu niên đa hiệu. Tôi là cựu sinh viên sĩ quan Huỳnh Văn Tốt khóa 26. Xin gửi những lời tâm huyết đến quý niên trưởng, anh chị, để mong được quý vị cùng chia sẻ. Khi Hội Võ Bị hoạt hình Đốn và Phụ Cận nhận tổ chức đại hội, chúng tôi đã thấy rõ nhiều khó khăn, nhưng việc cần làm thì phải làm. Là những cựu sinh viên sĩ quan võ bị, chúng ta phải vượt qua mọi khó khăn. Đại hội 22 không chỉ có mục đích bầu cử ban chấp hành tổng hội mới như thường lệ, mà còn thực hiện một nguyện vọng tâm huyết là kêu gọi tất cả các cựu sinh viên sĩ quan về tham dự để cùng vinh danh cờ vàng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã hy sinh bao xương máu để bảo vệ. Chúng ta hãnh diện xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam, cùng chung lý tưởng quốc gia. Chúng ta từng tự hào là một tập thể bất khả phân. Chúng ta đã từng chiến đấu trên khắp các nẻo đường đất nước để bảo vệ quốc gia dân tộc. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng về bên nhau, thắp sáng lại ánh hào quang, làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh, hầu bảo vệ tổ quốc đang bị ngoại bang xâm lấn hãy cùng nhau làm ngọn đuốc soi đường cho đàn em và con cháu chúng ta hãnh diện nối bước công việc giữ và dựng nước việt nam độc lập tự do dân chủ và nhân quyền chúng tôi thạch thiết kêu gọi tất cả các cụ sinh viên sĩ quan và thanh thiếu niên đa hiệu hãy cùng về tham dự đại hội để tô điểm cho trang sử thêm vẻ vang oanh liệt xin quý vị yểm trợ cả vật chất lẫn tinh thần quảng bá rộng sải ý niệm của ban tổ chức đến từng thành viên của đại gia đình võ bị và cùng góp công sức để cho đại hội được thành công tốt đẹp. Chúng tôi rất vui được chào đón quý vị về tham dự đại hội 22 tại Hoa Thịnh Đốn vào các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2020. Mọi chi tiết sau xin thông báo sau. Xin chân thành cảm ơn quý niên trưởng, anh chị và quý đoàn viên thanh thiếu niên đa hiệu. Trân trọng. Bích Phượng mời quý vị theo dõi chủ đề Dưới ngọn cờ vàng với cụ sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn khóa 20. Thưa quý khán giả, cũng đại gia định trường võ bị quốc gia Việt Nam. Cuối năm 1978, tù nhân của trại lao động khổ sai ải tự bị chuyện về trại Bình Điền ở Tây Nam Huế do bọn công an cai quản vô cùng dạ mang. Do đó, các chiến hữu Nguyễn Tri Tấn, Vũ Ngọc Tông, Hoàng Thế Định, Hồ Văn Vịnh, Phạm Cang, Lê Quang Liệt, Nguyễn Thùng Cát, Hoàng Trung Nghĩa, Trần Hữu Sơn cùng nhiều chiến hữu khác đã phát động một cuộc đấu tranh chống lại chế độ cao tù của Cộng sản. Hôm nay, các cựu tù nhân của liên trại Ái Tự Bình Điền hạnh diện gọi đó là Biển động 20 tháng 4. Trong các buổi họp, tù nhân không tự phê, phê bình lẫn nhau mà họ lại phê bình những hành vi giả mang của bọn cai tù đồng thời đòi cải thiện cải thiện chế độ giam cầm ẩm thực y tế đôi lúc đã có đến 3 phần tư trại viên khai bệnh để không đi lao động đêm hôm 6 tháng 3 năm 1979 nhằm tượng niệm ngày thành phố Huế bị bỏ ngọ tù nhân trại bổn không ngủ để sinh hoạt đấu tranh đồng ca những bạn Hồng ca đến 19 tháng 4 bọn cai Ngọc đã đánh đập Đại ủy Lê Văn Bảo vô cùng dạ mang, toàn thể trại viết đồng loạt hô to, đã đạo cộng sản, sen lực với không được đánh anh Bảo. Vì những vết thương trầm trọng, sau ngày sau 3 ngày, đại ủy Bảo đã qua đời. Hôm sau, khoảng 50% tù nhân của trại đi lao động, vừa đến nơi làm dậy bọn cai ngục liền cộng tay đánh đập các chiến hữu Châu Văn Giàu, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Hữu Ái, Trương Văn Thất, Trần Văn Quyền buổi trưa cùng ngày hơn nữa 50 công an cùng một học viên võ thuật xông vào trại đánh đấm vô cùng dạ mang tất cả những tù nhân đang ở trong trại đặc biệt chúng đã đánh gây thương tích trầm trọng cho những chiến hiệu hà văn dự nguyễn văn vi võ văn xuân võ công minh lê quang liệt ngô hữu đức nguyễn thuần cát hoàng trung nghĩa trần hữu sơn sau đó phạm văn tiền bị cai ngọc đánh đập dã dạ man vì đương sự đã tổ giác những tên tai sai của bọn Cai Ngọc. Nguyễn Thùng Quát khó 4 bị Cai Ngọc đánh đến chết. Còn Lê Quang Liệt, Ngô Hữu Đức, Hoàng Trung Nghĩa, Trần Văn Quyền, Trần Ngũ Sơn bị biệt giam. Lê Quang Liệt bị biệt giam hơn 4 năm nên các tù nhân cộng tài gọi là liền cùng và cũng là người tù khổ sai không ngán cuối cùng rời khỏi trại giam này. Trong cuộc đấu tranh này có một sĩ quan trẻ ra trường không được hưởng một ngày phép phải lên xe ra ngay chiến trường nhưng bất khuất trước sự dạ mang của cộng nô. Đó là thiếu úy Trần Hữu Sơn khóa 28 của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Một sĩ quan trẻ đầy nhiệt khuyết, cùng với lòng yêu nước nồng nàn, anh không bao giờ khuất phục bà quyền, luôn luôn hiên ngang xác nhận với bọn cai ngọc rằng anh hành động vì lý tưởng quốc gia dân tộc mà anh đã hấp thụ từ nền giáo dục đầy nhân bản của Việt Nam Cộng hòa. chữ không ai chỉ huy anh hết. Do đó, các tên cai ngọc đỉnh và chu Thường đấm đã vào ngực bồng của anh một cách tàn bạo. Thiếu Ý Sơn cũng là một người con vô cùng hiểu thạo. Anh từng vân giàu ở trung phòng đã kệ có khiếu hồi họa, Sơn vẽ hình mẹ, bọc vào một túi plastic nhỏ và luôn luôn để trong tủ áo. Trong những ngày miền Nam hấp hối, có cơ hội ra đi, nhưng Sơn đã quyết định ở lại để cùng chiều chống sổ kiếp với gia đình. Sơn là một sĩ quan trẻ có đủ trung dụng với tổ quốc và hiểu thạo với gia đình. Còn người bạn tù công khóa thiếu úy quyền đã nói về những ngày thiếu úy sơn tuyệt thực có phương ăn của sơn chất thành bổ đũng nhỏ và đoàn văn bạo trực từ tại được lệnh của tên cai tù nguyễn ngọc hoàng đem hết ra khỏi bờ vào buồng giam trời nóng nên trong phòng giam bằng di sắt không kỳ thực ngột ngạt như một lò lửa sơn cởi áo ra trên mình đầy những vết bầm tím và nhiều vết thương còn tươm máu không nói không ăn sơn tuyệt thực như một cây thông sừng sừng giữa trời Đà Lạt cả ngày lẫn đêm. Tất cả anh em trong buồng giam đều khuyên sơn ngân tuyệt thực, hãy nghĩ đến cha mẹ và gia đình. Sơn chỉ trả lời, cảm ơn các anh. Qua ngày thứ sáu, hai chân của sơn sưng to như chân voi, các vết thương bắt đầu chảy nước màu vàng, phòng giam đầy mùi nước tiểu, phân, mùi thối của da thịt từ vết thương trên cơ thể của sơn. Anh em phải xé vải để bịt mũi của mình. Ngày thứ bảy, sơn đã kiệt lực, tấm thân in của gai gục chủ xuống nằm bất động như một chiếc lá khô trưa hôm sau sơn đã ra đi xa liệt cái chiến hữu của mình đến ba giờ chiều tên cai ngục mới mở cùng cho đôi chân của anh khi bốn tù nhân khiến thi hại của sơn ra khỏi nhà kiên giam quyền đưa tay lên chào vĩnh biệt người anh hùng công hóa thì tên hòa cai ngục sừng sồ với giọng nghề thịnh rít qua khẽ răng làm cái chi đỏ quyền đồng loạt tất cả các tù nhân trong phòng giam đều đứng dậy để tiễn đưa anh hùng Trần Hữu Sơn đến để an nghị cuối cùng. Những giọt nước mắt thương tiếc, lực uất hận lăn dài trên những khuôn mặt khô cằn, khắc khổ của tất cả những chiến hữu cùng chung cảnh khổ. Trân trọng kính chào. Bích Phượng xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào. Thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Tình Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Tình Đốn vào lúc 8 giờ tối, Hoa Tình Đốn, từ thứ hai đến thứ sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về washingtondc.sbtn.tv. Nam Anh xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.